Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn. Trận thứ nhất của top 1 huy chương vàng Thiên Thiên Tự Kỳ hôm nay 26 tháng 10 2023. Với một tốt đại náo quần hùng, một mình một ngựa đột nhập hoàng cung, tiêu diệt hết sĩ tượng lập đại công, quả là xưa nay hiếm thấy. Và trận thứ hai, đôi công tử chiến sát khí đằng đằng của bộ đôi đại kình địch Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng vô cùng hấp dẫn. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 Chứ将军。吃。吃吃
将军。 将军，吃。 吃。 吃。
将军。吃。Tới đây, tàn vỡ sĩ tượng kém hai tốt, không thể chống đỡ, không thể thủ hòa, nên người đẹp Thạch Kỳ đã buông cờ nhận thua. Đây là biên bản ván đấu và huy chương vàng của top 1 Thiên Thiên Thạch Kỳ hôm nay, Ninh Kiên. Mời các bạn cùng xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.吃。吃。吃。吃。
吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。 吃。 Tới đây thế trận khó lòng chống đỡ, muốn chống đỡ được thì buộc phải pháo nổ sĩ là xe chiếu, rồi pháo nổ sĩ thì cũng mất tốt, kém quân nhiều. Không thể chống đỡ, Vương Thiên Nhất buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.